Alo, mớm đó hả? Tao là Gia nè, để tao kể tội cho mày nè. Coi đúng á, những cái sai của mày thì phải nói là đếm không hết. Mày có tới 20 cái sai và chỉ có 2 cái đúng đối với tao từ nhỏ tới bây giờ thôi. Cái sai đầu tiên của mày là mày có một cái người cha phải nói là quá ư nổi tiếng. Cái thứ mà cha tao không có. Mày có biết là tao thèm đánh dần cái chữ là cờ ở cái câu nàng ba lợi lên ngã võ lắm hay là không? Mày biết là tao thèm cái họ võ của mày như thế nào hay là không? Tao nói thiệt với mày, tao tức nổ đôi đốm mắt luôn. Cái sai thứ hai của mày là ngay từ nhỏ mày được mọi người quan trọng ở trong gia đình cưng chiều yêu quý. Bác Tư và bà nội thì đủ có uy quyền ở trong nhà rồi. Mày thấy chụp hình có ai là chịu ôm tao như là ôm mày hay là không? Tao như là cháu ghẻ vậy đó, người dân chứ không phải là ruột vậy đó. Phải nói là tao căm phận tổng cùng. Cái thứ ba, phải làm cho má của tao và ông cậu Bảy phải sống giả sống sai của bản chất con người, mưu mô ông bà để giả vờ thương mày. Ngay cả cái bà bún bò và cái ông áo vàng, mỗi lần đi theo qua mày lưu diễn về thì lúc nào cũng giả vờ la lớn là con bé Mốm đâu rồi, ra đây gặp ông xíu coi. Không quan tâm mày thì chả có ai cho tiền họ cả. Đó, làm cho họ sống sai cái bản chất cái con người, chả ai quan tâm tới tao cả. Cái sai thứ tư của mày nè, mày có cái gì tao có cái đó, nhưng mà tao thừa biết rằng mình á chỉ là người ăn ké hưởng ké, không mua cho mày thì làm gì có phần của tao, đúng không? Tao biết hết chứ, tao đâu có ngu đâu mày. Tao tức một loài cái bạn học tao luôn. Cái sai thứ năm của mày nè, mày đi học thì có tài xế người đưa đi trở về, còn tao thì không. Mày biết là tao đạp xe đạp và phải đi bộ, phải nói là mệt muốn loài mở ra hay là không? Nhờ mày mà tao đen thui từ nhỏ, chỉ đi bộ trời nắng đâu mày biết không? Cái sai thứ sáu của mày đó, từ nhỏ của mày đó có rất nhiều vú nuôi chăm sóc miếng ăn giấc ngủ thì tao chỉ có mẹ của tao thôi. Mà má của tao luôn bỏ tao lủi thủi một mình và đi xe quạt đỏ đen, quất ức cho mày. Cái sai thứ bảy nè, tại sao càng lớn mày càng trắng trẻo, mày dễ thương hơn là tao, trong khi tao càng đen càng xấu, miệng tao thì nhọn ra. Bởi vì hiện tại tao đang chửi tầm thầm mày từ nhỏ tới giờ đó, chứ ba mày còn sống thì tao đâu có dám chửi, tao đâu có dám chửi to, tao còn là tao giấu ở trong lòng không. Cái sai thứ tám của mày là tại sao mày và con của mày được nhà bầu cậu nhưng mà không phải là con của tao, dù tao xin mỏi cái miệng và dùng mỏi đủ chiêu trò hết nhưng mà không là không. Phải nói là tao ứa gan thiệt. Cái sai thứ chín của mày nè, ở chung với nhà tao 2 năm mà cậu chưa một lần tự xuống bếp để nấu cho tao một cái bữa ăn. Không biết tao thích hay là thích ăn cái gì mà tại sao mày ở xa lâu lâu mày mới về lại được quan tâm tự tay nấu, lại còn nhớ là bỏ cái gì, hay là mày không muốn ăn cái gì, chẳng hạn như là không ăn xả. Tao ghét mà tao không thèm nói. Cái sai thứ 10 của mày nè, giấy tờ nhà kỹ vật quan trọng nhất mà tại sao cậu đưa cho mày mà lại không đưa cho tao, dù tao canh me không rời một bước, còn mua chuột khống chế cái con trợ lý mà để canh me 24/24 luôn mà nó làm gì cũng chả xong, tao cài lắm chứ. Cái sai thứ 11, tại sao mày giành cái mộ của ba mày hả? Bởi vì ba mày là ruột thịt của tao, là cậu của tao, tao ăn chưa đủ, người ta đang rót tiền vào tài khoản của tao ầm ầm, mới có 3 tháng chưa có lắp bộ mà mày làm gì mà mày nhảy đông đổng lên rồi bắt tao sao kê, làm sao tao dám kê không thì được, sao kê thì khó lắm, mày giỏi mày tự đi mà tìm đi. Xe tao mới mua chưa dám chạy đó, tiền bại tao gửi giữ xe mỗi tháng, mày trả lại cho tao đi. Cái sai thứ 12 của mày, ai cho mày thay đổi ngoại hình đẹp hơn là tao? Mày đặt là mày làm được hàm răng bị hư rồi bây giờ là ăn cười hoài khoe răng đẹp hả? Trong khi đó mày thấy cái mục da của tao càng ngày càng to lên mà tao có dám phá đi đâu. Giờ ai cũng gọi tao là hồng da, phải nói nghe là nhức cái đầu quá. Cái sai thứ 13 của mày nè, mày dám làm nhiều MV ca nhạc có view cao, trong khi tao đi hát phải nói là mấy năm view lẹt đẹt lẹt này. Mày đặt lòng vô cái câu lạc quyền chủ nhà, làm cho hai mẹ con của tao phải nhộn. Rồi còn thêm cái ông nhạc sĩ Cao Minh Thu, vì hoàn cảnh của mày á mà ông viết cái bài hát nhưng mà cứa sâu vào trong cái vết thương của tao, tao hận lắm. Cái sai thứ 14 của mày nè, ai cho phép mày có chồng men hơn là chồng tao? Chồng của mày có mặc được quần áo bó, có yểu điệu được như là chồng của tao là không? Mày dám đổ nhang cho tao hay là không? Cái sai thứ 15, ai cho phép nhiều người dây quanh mày xin chụp hình rồi còn bày đặt là hung rồi ôm đồ nữa? Bây giờ mày thử cảm giác vô cái quán ăn người ta không bán à đó, rồi uống nước rồi người ta không bán, âu đờ người ta không xếp, đặt xe người ta không dám chở trong tao đi, dễ gì mày được như tao. Cái sai thứ 16 nè, bán hàng thì lo bán đi, bày đặt là like TikTok khác bạn khán giả để là người ta tặng quà, dành phần quá trời, tao ghen tị lắm nghe mày. Có giỏi mà mày like mà bị chửi trong tao đi, mày like gì đâu, mày cứ chầm chầm cái con mắt và đọc tin khán giả khen khen mày. Mày giỏi like mày ngước cái mặt lên trời không thèm nhìn điện thoại cũng giống như tao đây nè. Tao thách mày bắt chước được luôn đó. Cái sai thứ 17, bài đặt là giữ event đi tiệc đồ ha, họp mặt họp ơ giỏi đi hát rồi ha. Mày giỏi đi hát, đi đám ma hay là tiệc cưới hay là đi nước ngoài hát quán cho nhau nghe giống như là tao đi. Vừa hát vừa rung, rung ở trong cái tư thế mà bị chọi đồ vô mặt đó mày biết không? Tao bị chọi rồi đó. Mày dám hay là không? Mày phải nói là nhát gan hơn tao nhiều.
cái xe thứ 18 của mày nè, có dám lấy tiền tư trang cái con kỳ hưu của người đã mất giống tao hay là không? Mày không dám phải không? Chỉ dám là giữ lại cái khăn quàng cổ, hộp đồ trang điểm, chiếc xe hư lên hư xuống để mà làm kỷ niệm. Tao không thèm, tao sợ là cái người mất họ kiếm họ đòi, cho nên là tao để cho mày đó. Đồ ngốc, cái size thứ 19 của mày nè, bày đặt là tặng quà cho cả đám YouTube. Hở ra cái là tặng, hở ra cái là mời đi dự đầy tháng, ra mắt MV. Bằng tao không, có một thằng YouTube mà thôi, mà được ăn no nê thọ, thích đói bụng thì cứ tự đi mua bún bò mà ăn, không thích thì quay qua ăn bánh xèo bánh kho, thích ngủ thì cứ nằm tại cái quán bún bò mà ngủ, coi nhà luôn, chứ ai vô đâu mà ăn. Cái quán tao e nhẹ, tao định là cho nghỉ bớt mấy cái người phụ quán trả mà bằng luôn mày. Mấy lần nó ăn hẳn, nó định quay xe qua cái chỗ mày xin để là mà quay kiếm view kiếm tiền mà tao không có cho. Quay tao với bà bún bò ai mà coi nữa. Nhưng mà dễ gì tao cho nó đi mày. Cái sai thứ 20 của mày là vì mày mà cái bàn thờ tổ tiên, bàn thờ của cậu tao lòi ra hai cái chi nhánh nữa. Mỗi lần muốn cúng là tao phải chạy qua nhà của trợ lý tao thắp nhang, tao diễn cho cộng đồng mà coi. Mà ai mượn mày nhớ cái ngày cúng kiến như vậy? Mày có biết là mỗi lần mày cúng kiến cử quyền cúng cậu là tao với má tao bị cộng đồng mạng nói và chửi hay là không? Phải nói tao mệt mày dữ lắm đó. Có lẽ là từ nhỏ tới bây giờ đó, mày chỉ đúng với tao hai cái sự việc mà thôi. Hai cái sự việc mà dưới cờ tao thật sự. Thứ nhất đó, rõ ràng là những cái người mà đồng đội, những cái người mà ủng hộ tao đó thì mày chẳng bằng một gốc. Mày kiếm đâu ra những cái người già nói trước rồi quên sau làm cho tao nhục mày bao nhiêu là cũng giống như là sản pháp vậy đó. Có những lúc tao tưởng là họ làm gián điệp cho mày không đó. Rồi mày kiếm đâu được cái đồng đội từng vào tù ra tội gì rồi, cũng như là tội hấp dâm trẻ em. Kiếm được cái đồng đội chửi tục bên nước ngoài, đôi lúc là tao muốn độn thổ gì nó luôn đó. Tao à, nói hót là nó hót, muốn nó im à, nhưng mà nó vẫn hót. Tao rót tiền cho nó mà. Rồi tao thu thập thêm cái mẹ nhà báo nữa mày biết không? Đôi lúc tao nghĩ bả là báo đời, báo hại chứ cái nhà báo cái nỗi gì mày ơi. Vì ăn nói hàm hồ vô cớ, đến tao đôi lúc là tao thấy tao còn ngứa cái lỗ tai nữa. Ăn có cái gọi cuốn 20k mà phải nói là chửi ầm ầm cũng như là đúng cái gu chửi bậy của tao luôn. Còn nhiều đứa ngu ngu lắm, tao chưa kể ra hết đâu. Mày biết không, tao tung ra dần dần, ngu ít thì xuất hiện trước, còn ngu nhiều đó thì xuất hiện sau. Còn cái bên mày toàn là hiền lành, nhà giàu lắm, tiền kìa, thông minh, nói chung là không lì. Thứ hai, so về học vấn đó thì mày thua tao là cái chắc rồi. Tao à, còn mấy bằng cao đẳng luôn, đại học luôn. Chữ nghĩa của tao phải nói là một bụng. Tao nhiều chữ, dư tiền, cho nên là tao kiện ha. Tao kiện, thấy đơn kiện tào lao của tao nhiều quá đó. Mày thấy mày ớn hay là không? Đôi lúc là tao kiện mà tao thấy là cái thư ký của tòa nhận đơn cười vô mặt của tao mà tao hãnh diện lắm. Ừ, thấy ghét mày, muốn cướp hết tất cả của mày, tao kiện ha. Chồng mày á, lên like cười điểu điểu, tao không thích, tao kiện luôn. Con bé Bum và thằng Mỹ bày đặt theo phe của mày, tao kiện luôn. Bầu bì không cha không mẹ gì tao kiện hết, kiện láng hết. Kiện con Ly vì cái tội là nhiều chuyện bày đặt nhảy vô giúp đỡ mày đâu, ai mượn. Mày có biết là nó làm cho tao khốn đốn hay là không? Kiện mấy đứa YouTube luôn. Ghét ai tao kiện đó. Nhắc đến tao là tao kiện hết. Kiện mấy cái đứa nhỏ con của mày luôn. Tại sao là được nhập hộ khẩu mà sao không phải là con tao? Tao ghét, tao kiện cho bỏ ghét. Kiện luôn con Lucky. Tại sao là nó được ở nhà ở Đoàn Thị Điểm? Không phải làm gì mà còn cả nhà của mày cho ăn cho uống, mà mẹ con của tao bị đuổi ra khỏi nhà. Mày biết là tao ước ao thèm thuồng được như thế hay là không? Gặp cậu còn sống tao kiện luôn. Tại vì cậu chết cho nên là tao chỉ viết bài tội ác của một lời hứa thôi đó. Không biết mỗi lần má tao nhờ cậu trả nợ giùm chắc chắn là có hứa với cậu cái kiểu là đây là lần cuối hoặc là sau này là không dám làm thế nữa. Mà kết quả thì sao? 5 cái nhà, cái tự đường, 1000 lương vàng. Cậu sống lại tao kiện cậu vì hứa cho nhà mà đưa giấy tờ cho mày. Làm cho tao phải ảo tưởng, tao tham, tiêu tan cuộc đời sự nghiệp của tao. Đợi mấy đứa con của mày lớn xíu đủ 18 tuổi, tao cũng kiện cho hết luôn, phải đủ cả nhà mày, tao phải cam lòng. Đó, mày biểu sao là tao không ghét không thù mày. Ghét từ nhỏ cho đến lớn mà có điều là tao muốn nói thôi. Mày nhớ nghe, mày nhớ cái bản mặt của tao nghe, mày không cần nói gì hết. Tao hẹn gặp mày ở tòa.